Tiếp tục xin gửi đến quý vị và các bạn video một dàn phôi được di chuyển trên đường biển về tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cây bệ rất đẹp các bạn. Bệ được tràn qua một cái quây giống như chậu. Một số những cái đầu này nó đang dư thừa thì chúng ta sẽ lọc. Để gì nó không có. À. Nó như để kia không? Tháo cái dây cáp ra thôi, tháo dây cáp để rồi. Cái bên này bệ như một cái trống đồng vậy, rất tròn. Phía trên là theo một cây giáng làng. Vài chục năm mới tràn được. Tháo cái được rồi. Những cái đường chéo này chúng ta phải bỏ đi.
Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn được cái mặt này. Mặt này thì chúng ta sẽ làm một cái tay phóng ở cái vị trí kia. Hiện nay thì nó hơi chách đây tí, nó đang vướng cây này các bạn. Nếu mà chúng ta lấy cái này thì cây này, cành này nó cũng chọc mặt. Thì chúng ta sẽ lấy chách ở đây thì chúng ta sẽ được cái cành phóng kia. Rồi, chúng ta chọn được cái mặt chơi này. Phần dưới thì tạo được cái độ hút. Ở phần này thì
nó còn một cái điểm này nữa các bạn. Thì sau này cây nó khỏe thì chúng ta có thể thiết kế tiếp các bạn. Giờ thì giải quyết bước một tạm thời để chúng ta trồng hãng. Ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái tay phóng. Khi nó khỏe rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục một bước hai, xử lý cái điểm trên cho nó mềm mại một chút. Vì đây nó là một cây to các bạn, cây rất to. Bệ thì các bạn thấy nó rất là đẹp. Queo vào. Bệ rồi. Bệ tầm trên 2 mét các bạn. Chúng ta căng lưới dầm mủ là ok. Đấy các bạn thấy là rất là to. Đây chúng ta làm cái tay phòng. Thì sau này nhiều những cái điểm chúng ta phải bổ trợ. Ở video này tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hỗ trợ cho anh Thăng. Xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Thời tiết cũng hơi là nắng. Chiều cao thì cũng không quá cao các bạn. Đó, tầm dưới 2 mét. Sáu cây khỏe thì chúng ta chọn mầm thì chúng ta sẽ xử lý cái phần trên tiếp. Ok. Cậu không đến à? Cậu? Cậu chưa đến à?